này về làm tỏi, hoặc là mình ngâm chua ăn cũng rất là ngon. Mình phê chứ. Đây cái chú non này. Đây là bào đào trộn với là vỏ gà, ngon lắm á. Cái này có lõi ngon lắm nha, cái lõi ở giữa này. Chặt cái cây này nó đang ngã về hướng này rồi, cho nó ngã về cái trống này. Cũng hủng nữa nè, cái này thì nó hơi già, mình thử coi. Thật cát. Ăn cái phần lõi ở trong nè. Bây giờ mình chặt thêm một cây nè. Lóc xong cây này đi, rồi mình sẽ chặt tiếp cây thứ hai. Đoạn đầu này mình bỏ, mình chỉ chặt ở dưới này nè, mình lấy cái lõi ở trong. Và cây chuối thứ hai chắc có lẽ nó có bắp ở trên này nè. Lấy cái bắp non ở trong cày của nó nấu. Nó ngồng á. Bắt rồi nè. Đây mọi người. Nó sắp ra bắp luôn rồi nè. Đây cái phần bắp nó nè, nấu canh rất là ngon luôn. Đây là cái phần bắp nè, là mình để dành nấu được nè. Cho nên mình không có lột nhiều lắm. Mình chỉ lột cho nó còn như vậy đó, rồi mình chặt ra một khúc để dành. Cái gì mình hầm với lại xiên hay là mình hầm cái bắp nó ngon ghê chưa? Trở mình chút đỉnh vậy. Chị đang chẻ ra lấy cái phần lõi ở trong. Thank you.